Ba mẹ hai con rowing Phạm Thị Thảo và thành tích khủng ở ASEAN, cả 4 lần dự đều có huy chương. Vận động viên rowing 34 tuổi, ba mẹ hai con Phạm Thị Thảo vừa sưu tập bộ huy chương đáng nể ở các kỳ ASEAN. Cô có 4 lần tham dự, giành 5 huy chương và có cả vàng, bạc và đồng. Rowing Việt Nam khép lại ASEAN 19 với 3 tấm huy chương đồng, thành tích chưa như mong đợi khi 5 năm trước, rowing Việt Nam từng đạt huy chương vàng. Vì vậy, đó là kết quả đáng khâm phục, nhất là chủ nhà Trung Quốc quá mạnh ở môn thi đấu này. Chỉ có 3 tấm huy chương đồng, song nó đúc kết cho cả quá trình nỗ lực, bền bỉ phấn đấu. Trong đó, cựu binh 34 tuổi Phạm Thị Thảo xác lập nên cột mốc chói lóa khi cô có kỳ ASEAN thứ 4 và cả 4 kỳ đều giành huy chương. Lần đầu tiên của nữ vận động viên sinh năm 1989 là tại Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 2010. Thảo cùng Phạm Thị Huệ khiến tất cả phải ngạc nhiên, sung sướng khi giành tấm huy chương bạc ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo. Đây cũng là tấm huy chương danh giá đầu tiên của rowing Việt Nam ở Á vận hội. Tấm huy chương bạc mở ra kỳ ASEAN thành công cho rowing Việt Nam, khi sau đó 4 vận động viên thuyền 4 nữ hạng nhẹ còn đoạt thêm một tấm huy chương bạc. 4 năm sau, cô tiếp tục dự ASEAN 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Thảo cùng Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hải giành huy chương bạc thuyền 4 nữ hạng nhẹ và huy chương đồng thuyền 4 nữ hai mái chèo. Kỳ tích với rowing Việt Nam xảy đến tại Indonesia vào năm 2018. Phạm Thị Thảo cùng Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền và Lừng Thị Thảo của đội thuyền 4 nữ hạng nhẹ xuất sắc giành huy chương vàng. Tấm huy chương vàng đầy ý nghĩa khi lần đầu tiên và duy nhất Việt Nam bước lên bục cao nhất ở môn thi đấu này tại một kỳ Á vận hội. Nó còn giàu cảm xúc hơn với Thảo bởi cô vừa phải vượt khó để sinh con nhỏ. Đến ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Thảo cùng các đàn em là Lương Thị Thảo, Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang giành huy chương đồng ở nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo hạng nặng. Thảo là vận động viên hiếm hoi của Việt Nam tham dự 4 kỳ ASEAN liên tiếp và đều đoạt huy chương với bộ sưu tập đầy đủ là 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Cô thổ lộ, hai con của mình còn nhỏ đang ở nhà, được ông xã chăm sóc, đó là hậu phương vững chắc để tôi quyết tâm thi đấu. Thảo đã rơm rớm nước mắt khi nội dung sở trường thuyền nhẹ không có trong chương trình thi đấu, thay vào đó là thuyền 4 hạng nặng. Thảo giải bày, dù vậy, tôi cùng các đồng đội trong đội thuyền cũng chỉ bảo nhau quyết tâm qua mọi lúc khó khăn, lúc nản lòng và kể cả khi thi đấu giành thành tích. Tấm huy chương đồng lần này tại ASEAN 19 có ý nghĩa lớn với tôi khi 4 kỳ ASEAN tham dự đều có huy chương. Trong những năm trở lại đây, chị cả Phạm Thị Thảo từng đoạt nhiều thành tích ấn tượng như huy chương vàng SEA Games và cả huy chương vàng ASEAN. Việc chinh phục nhiều cột mốc này, cộng thêm dấu hiệu tuổi tác và chấn thương, đã dần hướng Phạm Thảo sang con đường huấn luyện. Đã có lúc, cô cân nhắc giải nghệ cách đây không lâu, vừa để có thêm thời gian cho gia đình, vừa nhường sân cho lứa vận động viên trẻ. Tuy vậy, nguồn động lực từ nhiều phía, bao gồm cá nhân vận động viên sinh năm 1989 này, đã đưa cô trở lại con đường thi đấu đỉnh cao. Rơm rớm nước mắt bởi cảm xúc từ tấm huy chương nhiều ý nghĩa. Giờ đây, Phạm Thảo sẽ được trở về với gia đình, nơi đã tạo ra động lực rất lớn để cô đạt được thành công như ngày hôm nay. Nhưng tất nhiên, rowing Việt Nam sẽ không bao giờ quên được những đóng góp, sự hy sinh và đánh đổi cả tuổi thanh xuân của Thảo